BMW bắt tay với thương hiệu KTH để tạo nên 7 chiếc i4 M50 đặc biệt hiện đại và sang trọng. BMW đã hợp tác với thương hiệu thời trang KTH lần thứ hai và đã cho ra đời hai chiếc xe i4 M50 vô cùng đặc biệt. Chiếc đầu tiên sẽ là BMW i4 M50 giới hạn 7 chiếc và chiếc thứ hai là chiếc BMW 1602 đời 1972 đã được sửa đổi. Phiên bản đặc biệt mới của i4 M50 sẽ được sản xuất giới hạn và một trong số những chiếc xe này sẽ được đưa ra đấu giá. Tất cả 7 chiếc BMW i4M5 KTH Vitality Green sẽ được sơn màu xanh, và đây là một màu xanh đậm đặc, đồng thời cũng là màu sơn chính thức đầu tiên của BMW được đặt theo tên của một đối tác. Dành riêng cho sự hợp tác này, màu sắc được kết hợp bởi những nét chấm phá độc đáo khác. BMW đã thiết kế các logo mới tích hợp tên KTH, thêm màu xanh lá cây cho logo của chiếc xe để tạo vẻ khác biệt cho chiếc xe điện. Về nội thất, Chiếc xe được bọc ra Merino nguyên khối màu caramel ở tất cả các chi tiết, bao gồm cả thảm xung quanh cũng được theo logo M. Tựa đầu và tựa tay có logo KTH được in nổi, ngoài ra logo KTH Exclusive Edition được khắc laser vào các tấm ốp ở bảng điều khiển của xe. Hệ thống chuyển động vẫn còn nguyên trong i 4 m 50 của Ki-TH, không giống như BMW 1602 năm 1972 đã được chuyển sang chạy bằng hệ dẫn động điện điện. 1602 là chiếc BMW lưu đầu tiên từng được chế tạo với hệ thống truyền động điện khi thương hiệu này gửi hai phiên bản điện của xe để làm nhiệm vụ chiếc xe quay phim tại Thế vận hội Munich 1972. Giống như i 4 m 50 chiếc xe đã được sơn màu xanh khi TH Vitality Green và bọc da màu Caramel. Da dập nổi khi TH đã được sử dụng rộng rãi hơn trên chiếc xe cũ, với tên thương hiệu trên bụng cửa và bề mặt ghế ngồi các logo trên ngoại thất của 1602 thay thế logo BMW bằng KITH, vì chiếc xe đang được giao cho Ronnie Fieger. Nhà thiết kế đã thành lập KITH vào năm 2011, và hợp tác với hãng xe trong dự án này. KITH và BMW đã hợp tác vào năm 2020 cho mẫu xe BMW M4 KITH. Với số lượng giới hạn 150 chiếc, phiên bản đặc biệt của M4 đã được bán hết chỉ sau 30 phút. Thành công đó và bộ sưu tập BMW của Fieger đã truyền cảm hứng để hai công ty hợp tác trở lại. Ngoài ra, KTH sẽ bán một bộ sưu tập thời trang và phụ kiện gồm 51 món lấy cảm hứng từ màu sơn KTH Vitality Green và da caramel của những chiếc xe được tạo ra cho sự hợp tác này. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.